của anh chàng rất là chung thủy, gần như là một đá siêu tình trong tình yêu của anh ta, mặc dù người yêu đã xa anh. Và cô này chỉ muốn là cái câu kia được đặt trong câu chuyện đó. Đầu tiên xin kính mời quý vị thưởng thức chung tình qua sự trình bày của nữ ca sĩ Diệu Linh. Oh!